Ở thời điểm hiện tại thì có rất nhiều người phân vân rằng là liệu nên mua iPhone nào. Bởi một phần là Apple cũng đã cho ra rất nhiều sản phẩm. Wow. Nhưng mà người dùng vẫn chưa phân biệt được là dòng sản phẩm nào sẽ phù hợp với nhu cầu và giá tiền của mình. Thì trong video lần này mình sẽ gợi ý cho bạn những mẫu điện thoại iPhone đáng mua ở thời điểm hiện tại nha. Đây là Top Zone, tụi mình chuyên review về sản phẩm của Apple. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nói tới đây đó là con iPhone 12. Và đây cũng được gọi là chiếc sản phẩm phù hợp với đủ tiêu chí, đó là ngon bổ rẻ. Với việc được mang cho mình một thiết kế không lỗi thời như là viền khung nhôm, các cạnh được bo tròn khi mà mình cầm em nó để sử dụng và chơi game á, thì cảm giác cầm phải nói là rất thoải mái, không bị cứng tay. Và một điều khiến cho mình dễ chịu với em nó là trọng lượng quá nhẹ nên là cầm lâu sẽ không bị mỏi tay nha. Với thời điểm hiện tại thì màn hình em iPhone 12 này được đánh giá là rất ngon trong tầm giá, với việc được trang bị tấm nền OLED Super Retina và độ sáng là 1200 nits. Nên khi mà mình trải nghiệm xem phim và sử dụng em này thì màu sắc cực kỳ tươi. Với tấm nền OLED thì việc mà màn hình thấy rõ là không thể xảy ra. Còn với độ sáng 1200 nits thì em này vẫn đủ đáp ứng khi mà sử dụng ngoài trời. Còn ở trong nhà thì em này hiển thị cực kỳ rõ nha. Nói về hiệu năng trên em iPhone 12 này thì mình thấy ít có con điện thoại nào có cùng tầm giá mà sở hữu một con chip cực kỳ mạnh và ổn định. Cụ thể là em nó được trang bị con chip A14 Bionic nên là các tác vụ cơ bản thì em này xử lý ngon. Và còn bạn nào quan tâm về chơi game á, thì nên cân nhắc đến việc mức setting trung bình để chơi được tốt hơn nha. Nói chung á, thì em iPhone 12 này nó sẽ phù hợp cho những anh em nào là iFan, vừa là học sinh sinh viên, muốn một chiếc điện thoại ngon bổ rẻ thì em này là một sự lựa chọn hợp lý nha. Nếu mà các bạn muốn mua thì mình có để đường link ở bên dưới để các bạn tham khảo nha. Tiếp theo là sản phẩm mà mình muốn recommend cho anh em, đó là con iPhone 14 Plus. Lý do mình muốn chọn em nó là vì thời lượng pin sử dụng của em nó cực kỳ ấn tượng, với mức dung lượng là 4323 mAh, ngang ngửa với iPhone 14 Pro Max. Nhưng mà các bạn cần biết rằng là iPhone 14 Pro Max nó còn phải gánh một màn hình đó là 120Hz với một con chip hiệu năng cao nữa, nên là việc hao pin nó sẽ rất nhiều. Từ đó mà thời gian sử dụng thực tế trên em iPhone 14 Plus này sẽ được lâu hơn. Về thời gian trải nghiệm thực tế thì trung bình tổng thời gian mà mình sử dụng trong một ngày hơn 8 tiếng cho tất cả các tác vụ như là làm việc và giải trí. Thì do mình làm việc khá nhiều nên là tần suất on screen cũng khá là đáng kể. Mình thường sử dụng iPhone 14 Plus này để edit video, chỉnh sửa ảnh, edit kịch bản hoặc là họp hành các thứ đều bằng con này hết. Mình mặc dù là không chơi game quá nhiều nhưng mà bù lại thì mình có xem phim và xem YouTube rất nhiều. Và em này thì vẫn có thể đáp ứng đủ cho mình sử dụng lên đến 9 tiếng on screen liên tục. Ngoài ra thì em nó còn được trang bị màn hình là 6.7 inch, nên là việc xem phim hoặc là chơi game thì em nó mang lại trải nghiệm cực kỳ sướng nha. Và một điều khiến cho mình khá thích trên em này đó là về camera. Mặc dù chỉ được trang bị cụm 2 camera nhưng khi mà mình chụp ra thì màu ảnh của em iPhone 14 Plus này khá là ấn tượng. Và các chi tiết ảnh vẫn rất tốt, nhưng mà màu ảnh thì cực kỳ tươi, nên là bạn nào thường chụp ảnh gia đình hay là đi du lịch chụp ảnh phong cảnh nhiều thì em này là phù hợp nha. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn nói đến ở đây đó là chiếc flagship tốt nhất hiện tại là con iPhone 15 Pro Max. Nhìn chung á, khi mà nói đến iPhone 15 Pro Max thì quá là ngon rồi, vì nó là con iPhone ngon nhất của Apple nên là việc bỏ tiền ra khi mà mua em nó là cực kỳ xứng đáng. Tuy nhiên nếu mà hỏi về những cái mà nâng cấp đáng kể của em nó thì cũng không thể nào bỏ qua, đó là cổng USB Type-C. Với những người nào giống như mình mà làm việc sáng tạo nội dung thì thường xuyên quay chụp các thứ thì rất cần cổng USB Type-C để gắn với các ổ cứng rời. Và đôi lúc khi mà bạn sử dụng nhiều thiết bị sạc bằng Type-C á, ví dụ như là tai nghe hay là cục sạc dự phòng, thì cổng trên iPhone 15 Pro Max này sẽ cực kỳ tiện lợi nha. Ưu điểm tiếp theo mà muốn nói đến ở đây đó là về trọng lượng của em nó. Khi mà việc trang bị khung viền Titan nên là trọng lượng cũng sẽ giảm đi đáng kể. Và nếu như mà các bạn có cơ hội cầm thử hai con máy là iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max á, thì trọng lượng rất khác biệt. Và việc cầm nắm trên hai em này cũng sẽ khác biệt luôn. Khi mà phần viền của em iPhone 15 Pro Max này sẽ hơi bo cong nhẹ nên là cảm giác cầm nắm rất thoải mái. Về mặt hiệu năng thì trên em này được sở hữu con chip đầu bảng của Apple, đó là A17 Pro. Đây là con chip mạnh nhất trong thế giới smartphone hiện nay, nên là việc sử dụng với các tác vụ cơ bản trên em này thì sức mạnh của em nó quá dư dả.
Nhưng nếu nói về mặt tối ưu khi mà chơi game thì con chip A17 Pro này chưa thực sự tối ưu với các tựa game thường ngày mà chúng ta chơi, kể cả những tựa game mà Apple cũng đã giới thiệu trong sự kiện ra mắt. Ngoài ra thì sau khi mà update lên bản cập nhật iOS 17.2.1 á, thì những vấn đề liên quan đến nóng máy hay là hao pin trên iPhone 15 Pro Max này đều đã được khắc phục. Và thời lượng pin sử dụng trên em này á, thì mình có thể on screen liên tục tầm 8 đến 9 tiếng. Nếu mà không bật 4G hoặc là chơi game nhiều thì nó vẫn hoàn toàn đáp ứng được. Và về phần camera của em nó thì mình có để video so sánh của em nó ở trên này nha. Các bạn có thể click vào để xem nha. Còn đối với mình á, thì camera của nó là cực kỳ xứng đáng để sở hữu nha. Vậy là vừa rồi mình đã gợi ý cho bạn những mẫu iPhone đáng mua ở thời điểm hiện tại. Nếu mà bạn nào thấy mẫu iPhone nào khác mà đáng mua ở thời điểm này á, thì nhớ là comment cho tụi mình biết nha. Nếu mà thấy video này hay thì nhớ là cho tụi mình một like, một subscribe cho kênh YouTube của Topzone nha. Xin chào và hẹn gặp lại.